Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hết tiền sống, thực tập sinh Việt Nam ăn cắp trái cây tại Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản vừa đưa tin cảnh sát tỉnh Saitama cho biết họ đã bắt 3 cựu thực tập sinh kỹ năng Việt Nam liên quan đến vụ trộm hàng trăm quả dưa lê, quả lê trị giá khoảng 273.000 yên, tức là tương đương 2.600 đô la. Cảnh sát vào ngày 2 tháng 12 đã khám xét một căn hộ ở Izuki, tỉnh Kuma liên quan đến vụ trộm từ vài tháng trước và bắt giữ 3 người Việt Nam vì tình nghi ở lại quá hạn thị thực, vi phạm luật xuất nhập cảnh và luật công nhận người tị nạn. Đây là hình ảnh các nhà điều tra khám xét một ngôi nhà của người Việt ở Ota, tỉnh Kunama vào sáng ngày 26 tháng 10. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt Nam sang Nhật lao động kỹ năng và giản đơn theo chương trình tuyển dụng cho thực tập sinh kỹ năng. Những người bị bắt trong vụ việc mới xảy ra này nói với cảnh sát rằng họ cần tiền để trả nợ do đi vay để trang trải cho việc sang làm việc ở Nhật Bản. Họ cũng nói rằng họ không thể trở về nước vì hết tiền. Bài của báo Asahi của Nhật Bản dẫn nguồn tin như vậy. Bài báo này cũng cho biết tổng cộng có 742 quả lê đã bị trộm vào tháng 8 và tháng 9 từ một vườn cây ăn quả ở Kamikawa ở tỉnh Saitama. Được biết, cảnh sát đã theo dõi mối liên hệ giữa người đến căn hộ này và những cá nhân vứt bỏ xe máy gần nơi xảy ra vụ trộm quả lê. Cảnh sát vào ngày 4 và 5 tháng 9 đã tìm thấy ba lô đựng 182 quả lê và xe bị bỏ, có biển số từ một tỉnh khác là Ibaraki. Tin cho hay, cảnh sát tỉnh Saitama đã nhận được thông báo về việc trái cây bị mất trộm từ tháng 8 với tổng số khoảng 5.500 quả lê, trị giá khoảng 1,3 triệu yên, tức là tương đương 13.000 USD. Hàng nghìn trái lê và đào đã bị đánh cắp từ các tỉnh Kuma và Tokyo, chưa kể gia súc như lợn, gà cũng bị trộm tại các trang trại ở tỉnh đó. Trong tháng 10, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một số người Việt tại tỉnh Kuma từng là thực tập sinh vì nghi vi phạm luật xuất nhập cảnh và sau đó điều tra về các vụ trộm cắp gia súc, mổ gia súc trái phép tại nhà. Khoảng 720 con lợn, 140 con gà và khoảng 9.000 trái cây như lê và nho đã bị trộm ở tỉnh Kuma vào năm nay. Vào cuối tháng 10, có vụ bắt giữ 10 nghi phạm buôn thuốc lắc vào nhà và Nhật Bản và vụ 3 nghi phạm khác vào nhà dân ăn cắp 10,6 triệu yên, tức là tương đương 2,3 tỷ đồng. Số liệu của Tổng cục Cảnh sát Nhật Bản vào ngày năm 2018 trước đó cũng cho thấy số vụ án hình sự do thủ phạm người Việt Nam là 5.140 vụ đứng đầu và chiếm hơn 30% tổng số vụ án do người nước ngoài tại Nhật Bản gây ra, trong khi người Việt chỉ chiếm chừng 12,1% trên cộng đồng người nước ngoài ở nước này. Đây là hình ảnh những cảnh báo chống ăn trộm vặt bằng tiếng Việt trong siêu thị Nhật Bản, rằng ăn cắp vặt là phạm tội và có thể bị tù đến 10 năm và các camera đang hoạt động. Hiện có khoảng hơn 400.000 người Việt sinh sống và làm việc học tập tại Nhật Bản. Túng quẫn và bế tắc. Báo pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 11 cũng đưa tin Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có công điện gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về việc người Việt Nam liên quan đến các vụ trộm gia súc, gia cầm được truyền thông Nhật Bản đưa tin. Bài báo mô tả nguyên nhân của việc công dân Việt Nam vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng nhanh thời gian qua tại Nhật Bản. Có một phần là do hiện nay có rất nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt tại Nhật Bản trong thời gian do không thể trở về nước, khiến cuộc sống rơi vào túng quẫn và bế tắc. Vì vậy, chúng tôi mong chính phủ quan tâm đẩy nhanh việc tăng cường các chuyến bay giải cứu và sớm nối lại các chuyến bay thương mại để đưa công dân về nước, tránh để công dân ta vi phạm pháp luật do bị đẩy vào tình thế túng quẫn. Tờ báo này của Việt Nam đã dẫn nội dung công điện từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ như thế. Và kênh truyền hình của Nhật Bản NHK vào ngày 14 tháng 11 cũng có bài phóng sự nói về cảnh ngộ của sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh bị mắc kẹt không về nước được vì nhiều lý do, trong đó có cả dịch bệnh, có ít việc hoặc mất việc làm thêm. Phóng sự nói, Đại sứ quán Việt Nam cho biết hiện có hơn 20.000 công dân Việt Nam đang đợi về nước, nhưng sinh viên lại không thuộc diện được ưu tiên hàng đầu. Theo nguồn tin riêng của đài tiếng nói BBC từ London, cho biết
hiện có khoảng 30.000 công dân Việt Nam tại Nhật Bản có nhu cầu về nước vì các lý do khác nhau. Các chuyến bay thương mại thuộc dạng trọn gói, cả vé và chi phí ăn ở, cách ly, xét nghiệm để người Việt Nam về nước theo nhu cầu đã được liên lịch cho tháng 12 và tháng 1 năm 2021. Đây là hình ảnh người Việt bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cầu cứu. Tuy nhiên, các chuyến bay này hiện có nguy cơ bị hủy theo sau chỉ đạo từ chính phủ Việt Nam tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài vì diễn biến các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua. Cảnh sát Nhật Bản cũng bắt siêu trộm đồ người Việt Nam. Cảnh sát Nhật Bản cũng điều tra vụ phụ nữ Việt Nam ăn cắp đồ tại nhiều tiệm thuốc trị giá hơn 250.000 đô la. Một phụ nữ Việt Nam bị bắt vào hồi tháng 9 vì nghi ngờ trộm cắp đã trộm đồ tổng cộng trị giá 28 triệu yên tương đương với 256.000 đô la tại nhiều tiệm thuốc ở Tokyo và 9 tỉnh khác trong năm qua. Cảnh sát Nhật đã được hãng tin Kyodo đưa tin vào hôm 17 tháng 12 như vậy. Và cảnh sát nghi Nguyễn Thị Phương Uyên, 21 tuổi, đã lấy khoảng 8.300 đồ mỹ phẩm và các mặt hàng khác trong 161 vụ trộm cắp kể từ tháng 10 năm ngoái. Họ tin rằng nghi phạm sống ở phường Katsurita tại Tokyo có thể có nhiều đồng phạm trợ giúp. Nghi phạm nữ này đã bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 vì nghi ngờ lấy cắp 30 món đồ trị giá khoảng 80.000 yên từ một nhà thuốc ở Fonomi, tỉnh Shizuoka ở miền Trung Nhật Bản vào ngày 20 tháng 11. Cảnh sát nói nghi phạm này chủ yếu lấy cắp đồ tại các tiệm thuốc thuộc cùng một chuỗi cửa hàng. Cũng hồi tháng 10 năm nay, cảnh sát tỉnh Nara cho biết đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam vì tội ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm và sau đó bán lại tại Việt Nam. Đây là hình ảnh cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Nam ở Đài Loan bằng tiếng Việt trong một siêu thị treo đầy khắp nơi. Theo cảnh sát, băng nhóm này do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu đã lấy cắp các mặt hàng từ các nhà thuốc và cửa hàng bán đồ thể thao trong ít nhất 18 tỉnh trong 247 vụ từ tháng 1 năm 2015 cho đến tận tháng 2 năm 2019. Báo Shanghai cũng đưa tin như vậy. Và tổng giá trị các sản phẩm bị ăn cắp ước tính là 24,5 triệu yên, tương đương 223.000 đô la. Cảnh sát cho biết 7 nghi phạm đã đến Nhật Bản theo diện sinh viên hoặc là một phần của chương trình đào tạo cho lao động ở nước ngoài. Cảnh sát khi đó nói họ mang điều tra mà các mặt hàng đang bị đánh cắp được bán ở Việt Nam. Chùm băng nhóm này được cảnh sát dẫn lời nói rằng ông muốn có tiền để sinh sống. Còn hãng tin của Nhật Bản Kyodo vào hồi tháng 4 năm 2018 cũng dẫn số liệu của cảnh sát Nhật Bản nói rằng trong năm 2017, người Việt Nam đứng đầu về số vụ phạm pháp ở Nhật Bản. Cảnh sát cũng ghi nhận 5.140 vụ phạm pháp của công dân Việt Nam vào năm 2017, chiếm hơn 30% tổng số vụ tại Nhật Bản và lần đầu tiên đứng đầu trong số các quốc gia có cư dân cư trú ở đây. Con số này tăng mạnh với 3.177 trường hợp, trước đó là vào năm 2016. Và việc ăn cắp là hành vi phổ biến nhất trong các vụ phạm pháp, trong đó có nhiều nhất là ăn cắp đồ tại các cửa hàng. Thứ đến ăn trộm nhà dân, đánh nhau, buôn bán, trồng cây cần sa trong nhà và cư trú, lao động bất hợp pháp. Trong số người Việt Nam phạm tội có không nhỏ là du học sinh và thực tập sinh, tức là lao động hợp đồng. Đối với du học sinh và thực tập sinh, nếu phạm tội ở mức độ nhẹ sẽ bị cảnh báo và phạt hành chính. Tuy nhiên, nếu phạm tội ở mức độ nghiêm trọng như trộm cắp, gây rối trật tự, có thể bị buộc thôi học, chấm dứt hợp đồng và trục xuất về nước. Hiện nay có khoảng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Và Vũ Kiều Trinh là người dẫn chương trình của Đài Tiếng Nói phát thanh và truyền hình Nhà nước Việt Nam VTV, chính là kẻ cắp siêu thị ở Thụy Điển, Anh Quốc, lại là người nói về văn hóa dân tộc của Đài VTV, là tiêu đề bài viết của tác giả Trần Đức Thắng về vụ việc này. Đây là hình ảnh biên tập viên Kiều Trinh của Đài Truyền hình VTV Việt Nam đã nhiều lần bị phát hiện ăn cắp vặt đồ ở nước ngoài. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói rằng, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh lên TV. Mỗi lần xem chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, tôi lại cảm thấy nhức mắt, bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc sảo,
giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh. Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban Thời sự. Vào năm 2001, Kiều Trinh được cử đi sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu tiên, vào ngày 11 tháng 2 năm 2001, cô đã từng bị cảnh sát thành phố Kama bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu, cô nàng chối bài bài, nhưng sau khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Odepo Kama số mỹ phẩm trị giá khoảng 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển, người ta chỉ ăn cắp tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù. Vì Kiều Trinh là con của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển đã phải ra tay. Và sau một tuần bị giam, vào ngày 16 tháng 2 thì cô nàng được tha. Sau khi có giấy của bác sĩ xác nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Vào ngày 18 tháng 2, Kiều Trinh đã bị trục xuất về nước. Đón cô tại sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng cái tát chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó. Ông Vũ Văn Hiến chả hề hắn gì sự việc sau sự việc đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Còn cô con gái Kiều Trinh thì vẫn làm phóng viên của VTV. Đây là hình ảnh ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và cô con gái Vũ Kiều Trinh. Vào năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần của cô lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa, ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sĩ chứng nhận bệnh tâm thần lại được đưa ra sử dụng. Vào năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam và được đề bạt làm trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban Thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ thì phải vào tù hoặc nhẹ thì tức thẻ nhà báo. Còn kẻ cắp, con gái ông Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thì lại được đề bạt cao hơn. Và từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải là Kiều Trinh có bị tâm thần hay là kẻ cắp. Dư luận thì cho rằng có lẽ ông bác sĩ nào đó được ăn hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh. Vì nhìn hình ảnh trải chuốt ống mượt và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ cô bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện chứ sao lại đưa lên làm MC trên đài VTV nhà nước. Vậy thì chắc chắn cô ta phải là kẻ cắp. Ở nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau. Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi vẻ rất phong phú đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói, ăn vụng, túng làm liều, mọi người vẫn cười chê, chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên VTV và nói về văn hóa, đạo đức cho hàng triệu người Việt Nam lắng nghe. Và phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội như vậy? Cũng nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh Quốc và nó được phơi ra cho người dân cả nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì khi ở Việt Nam, kẻ cắp thì lại lên đạo dạy đời những người lương thiện khác. Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh lên TV. Tác giả Trần Đức Thắng đã đưa ra kết luận của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020 với bản tin Hết tiền sống, thực tập sinh Việt Nam ăn cắp trái cây tại Nhật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.